Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Leo Hunter. Hôm nay mình sẽ review nhanh về set PZ8286 của Pogo nhé. Harry Potter, nhân vật đầu tiên sẽ là PZ2278. Mini này chân ngắn hơn mini bình thường nhé, nhưng mà vẫn có thể cử động được. Nó là loại mini chân lùn, có cử động. Đây, có hai mặt biểu cảm. Phần nước sơn in của Pogo thì theo set này mình thấy là có cải thiện hơn. Nó không bị sần sùi nhưng mà cũng không quá nét như xinh. Mini này có hai phụ kiện, cái đũa phép với cả cái cuốn sách. Cuốn sách như kiểu nó, cuốn sách ở bên trong là con quái vật như thế. Đây là phụ kiện đũa phép, hầu như cái nhân vật trong Harry Potter này cũng đều có hết. Cái đũa này có thể chỉnh các hướng được. Ok, bây giờ đến nhân vật thứ hai, PZ2279. Đây là phụ kiện của mini. Mini này gồm có cái cây này. Đấy. Và đũa phép. Ok, bây giờ đến nhân vật thứ 3, mã PZ2280, Rip Hawk. Mini này có hai phụ kiện gồm một cái kiếm đây và một bộ hai cái chìa khóa ấy. Đây là cái chìa khóa, là cái chìa khóa có thể cắm vào cửa. Bây giờ chúng ta đến nhân vật thứ tư, mã PZ2281, Bellatrix Lestrange. Đây là phụ kiện cái cong và hai tay này. Đấy, đây là cái bảng tên của, đây là một nữ tù nhân ngục Akaban. Đây, nhân vật này vẫn có đũa phép nhé. Bây giờ là đến nhân vật thứ 5, mã PZ2282,
Kingsley Sucklebone. Đối với những nhân vật có áo choàng thế này, mình theo mình là nên tạo nếp gấp cho nó, cái áo nó đỡ bị phình ra nhé. Nên tạo nếp gấp trước khi lắp vào mini nhé. Đây, mini này có phụ kiện là cái chổi và đũa phép. Ok, bây giờ đến nhân vật thứ 6 nhé. Mã PG2283, giáo sư Dumbledore. Đấy, các bạn có thể thấy phần thân in cũng khá chi tiết. Ở set này Pogo làm khá tốt. Bây giờ đến phần lắp râu. Lắp râu trước, đầu sau để cho cân, sau đó lắp đến mũ kèm tóc. Đây, nhân vật này mình thấy khá là thú vị, là rất là giá trị nhất ở cái set này, đó là có cái con phượng hoàng cầm trên tay. Đây, các bạn có thể thấy con phượng hoàng in rất là chi tiết, màu rất đẹp, pad rất là mới, cái này nhái theo Lego rất là chuẩn, chỉ ở set này có thôi nhé. Cho nên nếu bạn nào có thể muốn sở hữu con này thì chắc chắn là sẽ phải mua cả con mini. Ok, tiếp theo bây giờ đến nhân vật thứ 7. Nhân vật này cũng khá là thú vị. Mình sẽ vào chi tiết lắp nhân vật này nhé, để các bạn xem thấy nó có điểm gì thú vị nhé. Đây là điểm mình thấy thú vị ở mini này, nó có cái phụ kiện khăn choàng này. Nếu mà ai muốn sở hữu cái khăn choàng thì chắc là vẫn phải mua cả mini này. Đây là nhân vật như là bố của Harry Potter sao? James Potter. Đây có cầm cái ảnh này. Ok, bây giờ chúng ta đến nhân vật cuối cùng của set, mã PG2285, Lily. Mini này có phụ kiện là một em bé cầm trên tay, em bé lại có in chữ H, theo mình đoán là Harry Potter hồi bé. Nhân vật này có hai biểu cảm mặt. Ok, vậy là đã xong. Theo mình nhận xét qua thì set này cũng khá là đáng mua, bởi vì căn bản có rất nhiều part hiếm, nếu mà các bạn hay móc thì có thể tận dụng được. Đấy, chứ còn chất lượng in của Pogo thì cũng không bằng được sinh ý. Đấy, nên các bạn có thể xem xét. Ok, vậy là đã xong rồi. Xin chào, hẹn gặp lại nhé. Các bạn đừng quên like, share và subscribe cho mình nhé. Chi tiết mua hàng thì các bạn có thể liên hệ page của mình ở đây. Goodbye.